This year hasn't been easy. We've been hit, we've been down. But this is Australia. We will come back. The Australian government has a plan to create new jobs so employment and businesses can come back. A strong economy with tax cuts, infrastructure and a temporary JobMaker hiring credit to create more jobs. The Economic Recovery Plan. This is our comeback. Find out how it benefits you and Australia at ourcomeback.gov.au. Authorised by the Australian Government, Canberra. Và Đi Nhung rất vui khi trở lại với quý vị trong chương trình Điểm báo Úc Châu ngày hôm nay thứ Bảy 19 tháng 12 năm 2020. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, mặc dù chúng tôi rất muốn gửi đến những tin tức tốt đẹp về kinh tế tài chính tại Úc Châu trong những ngày vừa qua, thế nhưng Trung Hoàng cũng trước khi gửi những tin tức tốt đẹp này thì Trung Hoàng cũng muốn thông báo một tin tức không được vui lắm đến cho tất cả quý khán giả, đặc biệt là cư dân, những người sinh sống tại tiểu bang New South Wales. Đó là ngày hôm qua vào chiều tối, Bộ trưởng Y tế Liên bang ông Greg Hunt đã tuyên bố là khu vực bờ biển phía bắc của Sydney, Northern Beach, đã trở thành khu vực đầu tiên được tuyên bố là điểm nóng của dịch bệnh COVID-19 ở cấp quốc gia. Và kể từ đầu thời kỳ đại dịch cho đến nay, có thể nói là chưa một cái khu vực nào đã được tuyên bố như vậy. Và với cái nhân số nhiễm bệnh không ngừng lây lan chỉ trong vòng 3 ngày vừa qua, mà Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt đã quyết định đưa ra lời tuyên bố nói trên. Và đây cũng là lời cảnh báo đối với những cư dân nào, nếu chúng ta không có việc cần thiết thì chúng ta không nên di chuyển đến khu vực Northern Beach trong thời gian sắp tới. Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu phần điểm báo ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin gửi đến cho quý vị những tin tức tích cực về sinh hoạt kinh tế tài chính, khi mà tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 11 đã giảm 0.2% so với hồi tháng 10, và tức là hiện tại chúng ta đang ở mức 6.8%. Và dĩ nhiên những diễn tiến tích cực này cũng đã ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của 25 triệu cư dân của Úc. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, như chúng tôi đã loan, Bộ trưởng Ngân khố George Feinberg vào ngày thứ Năm đã loan báo kết quả duyệt xét ngân sách nửa năm tài chính 2020 và 2021. Và kết quả đã cho thấy những cái dấu hiệu rất là bất ngờ, và cũng như chị Đinh Nhung vừa mới nói, khá là tích cực. Trong khi đó thì chính phủ liên đảng cũng đã kết luận là ngân sách của quốc gia vận hành một cách tốt đẹp hơn là dự phóng. Và nói một cách tổng quát thì nền kinh tế của Úc Châu đã phục hồi rất là nhanh chóng, với sự thất thu giảm hạ, tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm hạ và chỉ số công ăn việc làm thì lại gia tăng. Và đây là những cái dự phóng mà các chuyên gia cho rằng không ai có thể ngờ tới. Vâng, mặc dù ngân sách đã vận hành một cách tốt đẹp hơn là dự phóng, nhưng mức độ thâm thủng, tức là chi tiêu nhiều hơn là ngân sách, vẫn còn ở mức kỷ lục là 197 tỷ 700 triệu đô la. Điều này có nghĩa là chính phủ đã tiết kiệm được 24 tỷ đô la với dự phóng được phổ biến trong ngân sách vào tháng 10. Vâng, trước đây thì Bộ trưởng Ngân khố George Feinberg đã phổ biến ngân sách vào ngày 6 tây tháng 10. Qua đó chúng ta thấy là những cái sự phục hồi mà cái thâm thủng kinh tế sẽ ở mức là khoảng 214 tỷ đô la. Thế nhưng con số hiện nay được đưa ra chỉ ở mức là 197 tỷ đô la, có nghĩa là chính phủ đã tiết kiệm được khoảng 24 tỷ đô la. Đây là một cái sự tiết kiệm không hề nhỏ. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là ngoài những cái mức độ phát triển của tổng sản lượng nội địa GDP cũng đã có một cái sự gia tăng, mà dự phóng là sẽ gia tăng được 4.5% trong năm tới 2021 so với dự phóng bị giảm hạ 2.5% trong năm nay 2020. Và trong khi đó thì mức độ thất nghiệp như chúng tôi vừa loan đã giảm hạ xuống còn 6.8% so với 7% của tháng 10, và trước đó nữa là 7.5% vào tháng 6. Và đây là cái tỷ lệ thất nghiệp cao nhất tại Úc Châu trong vòng 22 năm vừa qua. Và các chuyên gia hy vọng sẽ không bao giờ nhìn thấy lại con số 7.5% thất nghiệp tại Úc. Và những cái lý do chính theo các chuyên gia đã dẫn đến tình trạng khả quan này, mà lý do lớn nhất đó là sự giảm hạ về nhân số nhận lãnh tiền trợ cấp lương bổng JobKeeper. Trong dự thảo về ngân sách ngày 6 tây tháng 10, Bộ trưởng Ngân khố dự phóng là sẽ có khoảng 2 triệu 200 ngàn người tiếp tục nhận lãnh trợ cấp JobKeeper. Thế nhưng trong thực tế thì hiện nay chỉ còn lại có 1 triệu 600 ngàn người là lãnh trợ cấp JobKeeper mà thôi.
Với những cái sự thay đổi này thì chính phủ cũng đã tiết kiệm được hơn 10 tỷ đô la, và do đó chúng ta thấy là những cái sự thặng dư nó mới đưa đến những cái kết quả tốt đẹp này. Ngoài ra một cái lý do quan trọng khác đó là giá cả quặng mỏ sắt khi xuất cảng trên thị trường thế giới đã có một sự gia tăng rất đáng kể ở mức là khoảng 150 đô la cho một tấn. Trong khi đó thì chính phủ tính toán chỉ ở mức là 55 đô la cho một tấn mà thôi. Có nghĩa là giá cả quặng mỏ đã tăng gấp 3 lần so với dự phóng trong ngân sách ngày 6 tháng 10. Và đó là những lý do vì sao đã làm cho dự phóng nửa năm tài chánh đã trở nên khả quan như chúng tôi vừa loan. Vâng, trước hết là trong lĩnh vực chăm sóc người lớn tuổi, chính phủ đã loan báo là sẽ dự chi thêm 1 tỷ đô la. Và trong số này có 850 triệu đô la sẽ được dành để tạo ra 10.000 gói hỗ trợ trong lĩnh vực chăm sóc người lớn tuổi tại nhà. Hội đồng lão niên, tức là Council on the Aging, gọi tắt là COTA, đã hoan nghênh quyết định này của chính phủ. Và nếu là chúng ta là những người đang hưởng trợ cấp tiền Việt gọi là Job Seeker, thì cái trợ cấp này cũng đã có sự gia hạn đến cuối tháng 3 2021, và sự gia hạn này đã tốn kém của chính phủ là khoảng 3 tỷ 200 triệu đô la. Ngoài ra thì vấn đề được đặt ra là sau ngày 31 tháng 3 năm 2021, liệu rằng trợ cấp Job Seeker có thể trở lại mức của trợ cấp New Star trước đây hay không, tức là khoảng 40 đô la cho một ngày. Đảng Lao động, Đảng Xanh cũng như các nghiệp đoàn và kể cả giới chức tư nhân hy vọng là chính phủ sẽ không đưa mức trợ cấp này trở về mức nguyên thủy của New Star, mà vẫn tiếp tục duy trì cái khoản trợ cấp của trợ cấp COVID-19 và trợ cấp Job Seeker như hiện nay. Vâng, và với những ai trong chúng ta có dự định xây cất nhà cửa thì chúng ta cũng cần biết rằng kế hoạch trợ cấp Home Builder cũng đã chính thức gia hạn cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2021. Và để giữ cho nền kinh tế của Úc Châu được tiếp tục khả quan thì việc quan trọng nhất là cư dân Úc phải chủng ngừa trong năm tới 2021. Thủ tướng Scott Morrison hy vọng là sẽ có khoảng trên 85% dân số Úc Châu trong tổng số là 25 triệu người đồng ý sẽ chủng ngừa, là bởi vì chỉ có khi nào chúng ta đạt được mức độ chủng ngừa trên 85% thì quốc gia đó mới có thể đạt được mức độ an toàn gọi là miễn nhiễm bầy đàn. Và hiện nay thì nước Úc đang kêu gọi người dân tự nguyện chích ngừa chứ không phải là bắt buộc chích ngừa. Mặc dù vậy, các thủ tướng cũng như bộ trưởng đã tỏ ra khá là tin tưởng với những cái loại vaccine mà chính phủ Úc đang đặt mua, và hy vọng cư dân Úc cũng có lòng tin như vậy để có thể thực hiện cái việc chủng ngừa vào đầu năm tới ngay sau khi vaccine có mặt tại Úc Châu. Vâng, trong tuần qua, thông tin về những chủng biến thể mới của virus COVID-19 tại Anh Quốc là một trong những tin tức đã được chú ý và lo lắng rất là nhiều. Trước bối cảnh này, thì quyền y sĩ trưởng liên bang giáo sư Paul Kelly đã mở cuộc họp báo để trấn an công luận tại Úc. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, theo lời giáo sư Paul Kelly, thì ông đã đưa ra những cái quan điểm cá nhân của mình trong cuộc họp báo này nhằm mục đích là trấn an dư luận. Điều thứ nhất, ông đã bày tỏ sự lạc quan về vấn đề vaccine khi ông nhấn mạnh là vaccine của công ty Pfizer của Mỹ đã được chuẩn nhận và đang được áp dụng tại Vương quốc Anh, tại Canada và tại Hoa Kỳ. Đồng thời, trong một vài ngày sắp tới, thì loại vaccine thứ nhì của Mỹ cũng sẽ được chuẩn nhận bởi cơ quan FDA, đó là vaccine của công ty Moderna. Và ngoài ra, giáo sư Paul Kelly cũng xác nhận là vaccine của Viện học Oxford cùng với công ty dược phẩm AstraZeneca cũng đang trên đà tiến triển rất tốt, và tổng công ty dược CSL tại Melbourne cũng đã bắt đầu quá trình bào chế loại chủng ngừa này. Điều này có nghĩa là ngay sau khi vaccine của công ty AstraZeneca được chuẩn nhận, thì nước Úc cũng đã có sẵn những liều vaccine đầu tiên để dân chúng Úc có thể tiếp cận được với loại vaccine này. Vâng, cũng theo lời của giáo sư Paul Kelly, một ủy ban cố vấn hiện đang nghiên cứu về thứ tự ưu tiên theo lịch trình chủng ngừa cho cư dân Úc. Trước hết là ưu tiên chủng ngừa dành cho những người lớn tuổi đang có tình trạng đau ốm bệnh tật. Kế đến là tập thể nhân viên làm việc ở tuyến đầu, tức là những người làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe. Và ưu tiên thứ ba là công nhân viên chức làm việc trong lĩnh vực thiết yếu. Vâng, kính thưa quý vị, cũng theo lời giáo sư Paul Kelly, thì danh sách về những cái sự ưu tiên này sẽ được chính thức công bố
vào tháng giêng năm tới 2021, mà ông cho biết là chính phủ Úc sẽ chia thành 12 nhóm khác nhau. Ba nhóm đầu tiên, như chị Đinh Nhung vừa loan, là những người đau lớn tuổi, đau ốm bệnh tật, những người làm việc ở tuyến đầu và những người làm việc trong lĩnh vực thiết yếu. Nhóm duy nhất được cho rằng không may mắn và sẽ không nằm trong diện ưu tiên, đó là, thưa chị Nhung, là những thành phần trẻ tuổi, là bởi vì chính phủ cho rằng thành phần bạn các bạn trẻ này vẫn có một cái sức kháng thể rất là tốt, cho nên các bạn trẻ sẽ nằm ở danh sách cuối cùng được tiêm chủng. Cái đó thì cũng hơi thiệt thòi cho họ, là vì nếu họ muốn đi overseas họ cũng không thể đi được. Vâng, nếu mà họ cần phải có một cái giấy xác nhận là đã chủng ngừa COVID-19 thì họ có phải là phải có một cái sự thảo luận đặc biệt với bác sĩ gia đình. Tuy nhiên, giáo sư Paul Kelly xác nhận là cho dù sớm hay muộn thì nội trong năm 2021, toàn thể 25 triệu cư dân Úc Châu sẽ có cơ hội được chủng ngừa. Vâng, bên cạnh đó thì một vấn đề cũng được tranh cãi rất nhiều, đó là giới chức y tế Úc cần phải làm gì đối với những công dân Úc hồi hương từ nước ngoài mà khi mà họ đã được tiêm chủng COVID-19 ở nước ngoài trước khi họ trở về lại Úc. Liệu họ có phải tiêm chủng sau khi trở về Úc hay không? Vấn đề được Ủy ban Cố vấn Kỹ thuật cứu xét. Đây là một cái vấn đề được cho là khá là nhạy cảm, bởi vì nước Úc cần phải có lòng tin với tất cả các loại vaccine trên thế giới. Tuy nhiên, nếu như những người công dân Úc này đang ở nước ngoài tiêm chủng những cái loại vaccine như là vaccine của Trung Quốc hoặc là vaccine của Liên bang Nga, thì đó lại là một cái vấn đề, bởi vì chúng ta vẫn chưa biết được cái hiệu quả của những cái loại vaccine này. Nhưng nếu như họ tiêm chủng vaccine của công ty Pfizer hoặc là của công ty AstraZeneca hoặc là Moderna, thì có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn trong việc được thông qua tại Úc Châu. Và cũng liên quan đến vấn đề những cái loại chủng ngừa, kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, thị trường chứng khoán của Úc đã giảm giá sau khi Vương quốc Anh xác nhận là họ đã phát hiện một cái loại biến thể mới của chủng virus 19. Tuy nhiên, theo nhận xét của giáo sư Paul Kelly, và ông đánh giá rằng đây chỉ là một cái sự thay đổi rất nhỏ trong những cái loại biến chủng của virus 19 mà thôi, không hề đáng lo như những thông tin từ các cơ quan báo chí trong những ngày vừa qua. Và với sự xác nhận này của giáo sư Paul Kelly thì Kim Hoàng nghĩ rằng là chúng ta cũng hãy an tâm với cái loại vaccine của công ty Pfizer mà dân chúng Anh quốc đang sử dụng. Vâng, do tình trạng khẩn cấp tại Mỹ mà một loại thử nghiệm nhanh được chế tạo tại Queensland đã được chuyển nhận và đưa vào sử dụng tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, giáo sư Paul Kelly cũng đã xác nhận là phương thức thử nghiệm cổ điển gọi là PCR vẫn được là tiêu chuẩn vàng tại Úc. Và mặc dù là kết quả thử nghiệm có thể mất nhiều thời gian nhưng kết quả vẫn sẽ chính xác hơn. Vâng, và về hiệu lực của các loại vaccine thì kính thưa quý vị, giáo sư Paul Kelly đã xác nhận rằng vaccine sẽ bảo vệ một người được chủng ngừa nhưng không thể ngăn ngừa sự lây lan. Và cũng theo lời giáo sư Paul Kelly thì chúng ta cần phải tiêm chủng hai lần, lần thứ nhất và lần thứ nhì cách nhau từ 3 tuần lễ hoặc 4 tuần lễ, là bởi vì nếu như chúng ta chỉ tiêm chủng một lần thì cái sự hữu hiệu sẽ không đạt đến mức tối đa mà phải cần đến mũi tiêm chủng thứ nhì thì chúng ta mới đạt được cái mức độ mức hữu hiệu tối đa. Thí dụ như của vaccine Pfizer, cái mức độ hữu hiệu được xác nhận hiện nay là 95%, trong khi đó vaccine của Moderna thì cũng được xác định ở mức là 94.5%. Và nên nhớ hai mũi chích cần phải thực hiện thì chúng ta mới có thể bảo vệ được sức khỏe của chính mình. Vâng, trong khi đó thì liên quan đến đợt dịch bùng phát lần thứ nhì tại Victoria, ngày hôm qua, thanh tra khu vực công của Victoria đã xác nhận là chính phủ Victoria đã vi phạm nhân quyền khi phong tỏa gấp rút 9 tòa nhà. Đây là 9 tòa nhà của chính phủ, những cái tòa cao ốc chung cư, trong số đó có rất đông cộng đồng người Việt sinh sống mà đa số lại là những của ông, của bà lớn tuổi. Và theo lời trưởng nhóm thanh tra đó là bà Deborah Glass, thì bà đã đề nghị chính phủ của tiểu bang Victoria thứ nhất là cần phải xin lỗi cư dân của 9 tòa chung cư cao ốc này, và thứ hai phải thừa nhận những cái tác động tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lý của cư dân này trong suốt cái thời gian bị phong tỏa một cách rất là đột ngột. Lý do là bởi vì một cái bản phúc trình của nhóm thanh tra đã được trình lên Nghị viện Victoria cho thấy là việc phong tỏa gấp rút toàn bộ 9 tòa cao ốc chung cư này ở khu vực phía bắc của Melbourne, tức là North Melbourne và khu vực Flemington vào ngày 4 tây tháng 7 là không hoàn toàn phù hợp với quyền lợi của con người
và cũng không dựa trên bất cứ một cái lời khuyên về y tế nào. Và chúng ta biết là sự bùng phát của các ca nhiễm liên quan đến chính tòa nhà này đã khiến cho 3.000 cư dân đã bị phong tỏa một cách rất là đột ngột. Hầu như mọi người không hề biết về lệnh phong tỏa cho tới khi cảnh sát xuất hiện và thông báo là họ không thể di chuyển ra khỏi nhà trong suốt nhiều ngày sắp tới. This year has not been easy, but this is Australia. We will come back. The Australian government has a plan so our jobs can come back. We're supporting businesses to hire more staff, encouraging more training to give people the skills they need to get a job, and opening up thousands of new jobs in infrastructure. The Economic Recovery Plan. This is our comeback. Find out how it benefits you and Australia at ourcomeback.gov.au. Authorised by the Australian Government, Canberra. Vâng, thanh tra Deborah Glass đã kêu gọi chính phủ Victoria cần phải xin lỗi cư dân của chín tòa nhà này vì đã không đưa ra lời cảnh báo đầy đủ trước khi phong tỏa. Cũng theo lời thanh tra Glass, thì chính quyền Victoria đã có quyết định quá vội vàng khi phong tỏa hoàn toàn 3.000 cư dân sinh sống tại chín tòa nhà này mà không dựa trên lời khuyên nào của y tế. Cuộc điều tra của nhóm thanh tra đã phát hiện ra rằng vào buổi sáng ngày 4 tháng 7, các quan chức y tế đồng ý là sẽ phải phong tỏa 9 tòa cao ốc chung cư này, nhưng sẽ phong tỏa một ngày sau đó, có nghĩa là vào ngày 5 tháng 7. Thế nhưng thủ hiến Daniel Andrew đã có một cái quyết định mà không ai có thể ngờ, đó là trong cuộc họp báo vào lúc 1 giờ 45 phút chiều ngày 4 tháng 7, ông đã đưa ra quyết định phong tỏa ngay lập tức chính tòa nhà cao ốc chung cư này. Điều này có nghĩa là người dân đã bị cấm không được đi ra khỏi nhà trong ngay sau khi lời tuyên bố của thủ hiến Andrew. Và cũng qua cái cuộc điều tra này thì chúng ta thấy là các chuyên gia về y tế họ chỉ có 15 phút để cân nhắc về các quyết định cũng như để ký kết về các văn bản mà thôi. Và đây là một cái việc làm mà có thể được cho là quá vội vàng, gây nên những cái ảnh hưởng về sức khỏe tâm thần rất là lớn lao đối với gần 3.000 cư dân sinh sống trong khu vực này. Vâng, theo lời bà Glass thì nhiều cư dân không hề hay biết gì về lệnh phong tỏa cũng như lý do tại sao phong tỏa. Khi mà một lượng lớn cảnh sát bỗng nhiên xuất hiện tại các chung cư này vào chiều hôm đó. Ủy ban điều tra còn được biết là những ngày phong tỏa đầu tiên rất hỗn loạn vì rất là nhiều người đã không có thực phẩm và thuốc men. Đặc biệt trong số 9 tòa cao ốc này thì có một tòa nhà tại số 33 Alfred Street. Thì đây là chính là tâm điểm của cuộc điều tra lần này. Và những người cư dân sinh sống trong tòa nhà này cho biết là họ đã phải đợi hơn một tuần lễ mới được phép ra ngoài để hít thở không khí trong lành, kèm theo cái sự giám sát của các cảnh sát hoặc là nhân viên bảo vệ của khu vực này. Và cũng trong cái thời điểm bị phong tỏa gấp gáp như vậy, rất là nhiều hộ dân họ không có đủ thực phẩm, thức ăn và thuốc men cần thiết, thậm chí là tã lót và sữa cho trẻ em cũng không có sự chuẩn bị và đã dẫn đến một cái cuộc sống mà họ nghĩ rằng họ vô cùng khó khăn, giống như là cuộc sống của những người homeless bởi vì họ chưa có cái sự chuẩn bị nào cả. Cái câu chuyện được nêu lên trong cái cuộc điều tra này là một bà mẹ đơn thân với 7 đứa con nhỏ, có nghĩa là 8 người trong một cái căn hộ chung cư 2 phòng ngủ, không hề có một cái sự chuẩn bị gì về thức ăn và sữa cũng như tã lót cho con cái của bà. Và người đàn bà này đã bị áp lực tinh thần rất lớn trong suốt gần 9 ngày bà bị phong tỏa, và đây cũng là cao điểm của cái đợt điều tra lần này. Vâng, thanh tra Glass nói rằng bản phúc trình của bà không nhắm vào chỉ trích quan chức y tế, nhưng những người đã làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ cho cư dân và ứng phó với tình trạng dịch bệnh khẩn cấp cho sức khỏe của cộng đồng. Tuy nhiên, bà Glass nhận xét rằng trong một xã hội công bằng, nhân quyền không phải là một quy ước bị bỏ qua trong một cuộc khủng hoảng, mà là cơ sở cho cách chúng ta đối xử và được đối xử khi cuộc khủng hoảng diễn ra. Nói tóm lại thì việc chính phủ Victoria quyết định phong tỏa hoàn toàn chín tòa cao ốc chung cư cũng là một trong những cái nguyên nhân đã làm nên sự thành công trong cái việc đè bẹp vi khuẩn COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ nhì. Tuy nhiên, vấn đề cần nêu ra để rút kinh nghiệm đó là những cái quyết định quá vội vàng mà người dân đã không có đủ thời gian để chuẩn bị về vấn đề tâm lý. Và trở lại với những tin tức tại Úc Châu thì kính thưa quý vị,
như chúng tôi đã liên tục loan tin trong những ngày vừa qua, bang giao căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc có thể nói ngày càng gia tăng, đặc biệt là vào ngày 16 tháng 12 khi mà Ngoại trưởng Simon Birmingham quyết định khởi kiện Trung Quốc ra trước WTO, thì những cái sự căng thẳng này đã lên đến một cái đỉnh cao mới. Câu hỏi hiện nay được đặt ra là liệu rằng những cái thông điệp đằng sau quyết định khởi kiện Trung Quốc lên WTO của Úc có được rõ ràng hay không? Vâng, nhắc lại là vào ngày 16 tháng 12 vừa qua, Canberra đã chính thức thông báo là sẽ đưa vụ Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với lúa mạch nhập khẩu của Úc ra trước Tổ chức Thế giới WTO. Mặc dù đây là quyết định trong lĩnh vực thương mại, song nó đã ẩn chứa rất là nhiều thông điệp. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, thông điệp đầu tiên mà Úc Châu muốn gửi cho Trung Quốc là nước Úc muốn Trung Quốc thấy được rằng Trung Quốc không thể lấy vấn đề kinh tế và thương mại ra để làm một cái con tin để buộc nước Úc phải hành xử theo cách mà Trung Quốc mong muốn. Thông điệp thứ nhì là nước Úc muốn Trung Quốc có thể quay trở lại bàn đàm phán, một điều mà phía Bắc Kinh đã chọn giữ thái độ im lặng trong suốt cái thời gian căng thẳng vừa qua. Và thông điệp thứ ba là nước Úc muốn chứng minh là Úc Châu không chấp nhận để Trung Quốc bị bắt nạt, và dĩ nhiên là phải tìm mọi cách để có thể bảo vệ lợi ích của người dân của Úc Châu. Vâng, bằng việc đưa vụ việc ra trước WTO, Úc cũng muốn cho Trung Quốc nhìn thấy rằng dù là đối tác thương mại lớn nhất, nhập khẩu tới 40% hàng hóa của Úc với tổng kim ngạch 2 triệu năm 2019 đạt được 252 tỷ Mỹ Kim, thì Trung Quốc cũng không thể ép buộc nước Úc nhắm mắt làm ngơ để cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Vâng, trước những cái sự căng thẳng ngày càng leo thang giữa hai nước, rất nhiều những thông tin đã xuất hiện và nhiều cái quan điểm cho rằng Trung Quốc đã chọn Úc Châu để làm một phép thử, mục đích là để xem phản ứng của các nước phương Tây sẽ như thế nào về cách mà Trung Quốc đang hành xử lấn lướt và dựa trên thế mạnh, đặc biệt là thế mạnh về kinh tế để tạo ra cái ảnh hưởng riêng của mình. Và vì vậy, những phản ứng của Úc Châu trong những ngày vừa qua cũng là một thông điệp rất là rõ ràng cho thấy là Trung Quốc, mặc dù là cường quốc thứ hai trên thế giới và là đối tác thương mại số một của Úc Châu, cũng như là một cái thị trường khá lớn đối với hầu hết các quốc gia khác, tuy nhiên không phải vì vậy mà Trung Quốc có thể ỷ mạnh, hiếp yếu. Và nếu mà tất cả quốc gia khác đồng lòng, có một cái sự đồng nhất, thì chắc chắn là những cái sự hung hăng của Trung Quốc sẽ dần dần phải rút lại và trở lại cái bàn đàm phán như là một cuộc chơi một cách công bằng hơn. Vâng, sau đây là một bản tin từ đài SBS, qua đó cho thấy là giá cả nhà cửa tại Úc vẫn hãy còn quá cao so với khả năng chi trả, đặc biệt là giá nhà cho thuê hiện nay có thể nói là sẽ có khả năng là quá cao cho nhiều người khi mà biên giới quốc gia của Úc mở cửa trở lại và di dân nhập cư sẽ có cơ hội đến Úc để sinh sống và làm việc. Trước bối cảnh này, kính thưa quý vị, các tổ chức xã hội đã kêu gọi chính phủ là hãy gia tăng xây dựng thêm các căn nhà xã hội nhằm mục đích là để người dân Úc không trở thành những người homeless, là những người vô gia cư, không có nơi ăn chốn ở. Bởi vì thống kê cho chúng ta thấy là trong năm tới 2021 có thể sẽ có đến 25% những cái người không đủ khả năng thanh toán tiền để thuê nhà. Và cách duy nhất để họ có thể sống còn là họ phải có những cái căn nhà xã hội cho thuê với cái giá rẻ hơn giá thuê của thị trường. Ngoài ra, báo cáo lần này cũng đã cho chúng tôi thấy một cái con số khác là tình trạng vô gia cư nếu như không có sự giúp đỡ của chính phủ liên bang cũng như chính phủ tiểu bang sẽ gia tăng 9% vào năm tới. Vâng, kính thưa quý vị, mặc dù là vi khuẩn COVID-19 không còn lây lan nhiều tại Úc và sinh hoạt kinh tế của Úc cũng đã phần nào trở lại bình thường, thế nhưng đó chỉ là thời điểm hiện tại, trong khi nhiều tháng trước đây thì nhiều doanh nghiệp nhỏ tại Úc đã gặp trở ngại khi mà giảm hạ thu nhập. Vậy thì câu hỏi được nêu ra là những doanh nghiệp này có được các công ty bảo hiểm bồi thường hay không? Kim Hoàng nghĩ sao Kim Hoàng? Thật ra thì theo hãng tin Yahoo Finance đó, kính thưa quý vị, hãng tin này cũng cho chúng ta thấy là cái luật bảo hiểm tại Úc Châu đã có một cái sự thay đổi rất là lớn lao khi mà vào năm 2015, chính phủ Úc đã thay thế toàn bộ những cái luật bảo hiểm cũ đã được áp dụng tại Úc Châu trong suốt 108 năm trước đó để mà thay thế bằng một cái dự luật mới gọi là luật an toàn sinh hóa, mà từ tiếng Anh là Biosecurity Act.
Theo cái luật mới này thì tất cả các doanh nghiệp sẽ có những cái cơ hội yêu cầu được bồi thường. Vấn đề ở đây là khi mà chúng ta có một cái hợp đồng với các công ty bảo hiểm, những cái điều kiện trong hợp đồng không biết là có nêu ra và có những cái điều kiện nào nó có liên quan hoặc là nó có tương tự như những gì mà đại dịch Covid đã xảy ra và đã khiến cho doanh nghiệp của Úc Châu bị giảm doanh thu hay không. Tuy nhiên, theo một cái công ty luật rất là nổi tiếng có tên gọi là Souther & Gordon thì rất có thể một số lớn doanh nghiệp tại Úc sẽ được bồi thường bởi các công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, lời khuyên cuối cùng là chúng ta phải nên lấy những cái khế ước, những cái thỏa hiệp ký với các công ty bảo hiểm, hỏi ý kiến luật sư và từ đó luật sư sẽ cố vấn cho chúng ta làm thế nào để có thể xin bồi thường về thu nhập, những cái sự mất mát về thu nhập từ các công ty bảo hiểm tại Úc. Vâng, vấn đề cốt lõi là khế ước bảo hiểm đã được đồng ý như thế nào và đại dịch COVID-19 có thể được định nghĩa như là một trường hợp gián đoạn thương nghiệp hay không? Vâng, thưa quý vị, trong khi chính quyền và người dân Úc vô cùng vất vả để đối phó với đại dịch COVID-19, thì các băng đảng tội phạm tại Úc cũng vô cùng vất vả vì phải gia tăng hoạt động lường gạt hàng triệu người, gây tổn thất hơn nửa tỷ đô la. Đúng vậy đó chị Nhung, những băng đảng tội phạm này đã hoạt động gần như là hết công suất trong những tháng vừa qua. Lý do là bởi vì cái việc mua hàng trên mạng online shopping gia tăng, thì khi mà chúng ta mua hàng online này thì những cái kiện hàng sẽ được những cái giao đến tận cửa nhà. Đôi khi chúng ta không kịp mở cửa nhà để lấy những cái kiện hàng này và những cái kiện hàng đó đã được thất thoát rất nhiều. Thống kê cho chúng ta thấy là đã có khoảng 2 triệu 700 ngàn người đã bị đánh cắp những cái bưu kiện mà họ đã đặt mua qua mạng. Và nếu mà chúng ta tính về con số tài chánh thì những cái món hàng này trị giá hơn nửa tỷ đô la. Và một cái cuộc khảo sát cụ thể hơn bao gồm 1.000 người Úc tham gia cũng đã cho thấy là có khoảng 14% những người tham gia cuộc khảo sát này đã là nạn nhân của những cái vụ đánh cắp các gói hàng bưu kiện mà tính trung bình mỗi một người đã mất khoảng 172 đô la trong thời gian vừa qua. Và lời khuyên là nếu chúng ta mua hàng online thì chúng ta nên theo dõi cái tracking, có nghĩa là khi chúng ta mua hàng online sẽ công ty họ bán hàng cho mình hoặc là cái bưu điện họ gửi hàng cho mình, họ sẽ có những cái tracking number. Chúng ta nên theo dõi để biết được là cái ngày nào thì cái hàng hóa sẽ đến để chúng ta có thể canh và lấy hàng để không phải bị mất một cách oan uổng. Hoặc nếu chúng ta có camera an ninh trước cửa nhà thì chúng ta cũng có thể xem lại để xem những người nào đã lấy cắp những cái món hàng của chúng ta. Vâng, trong tình hình đại dịch khi mà mọi người bị thất thu, không có thu nhập thì cái băng đảng tội phạm thì họ gia tăng thu nhập. Vâng, đây là cái cơ hội của họ đó thưa chị. Vâng, ngoài sự gia tăng của những băng đảng tội phạm chuyên đánh cắp những bưu điện trước cửa nhà thì các băng đảng tội phạm cũng chuyên giả danh là nhân viên của Tổng nha thuế vụ ATO hoặc là nhân viên cảnh sát cũng đã gia tăng đáng kể trong thời dịch COVID-19. Cụ thể một cái trường hợp đã được hãng tin ABC nêu ra đó là một người phụ nữ sinh sống tại Liverpool, có nghĩa là thuộc phía Tây của thành phố Sydney. Họ đã nhận được một cái cú điện thoại bởi một người giả danh là gọi từ Tổng nha thuế vụ ATO và đòi hỏi người phụ nữ này phải trả một khoản tiền phạt. Vài ngày sau đó thì lại có một kẻ khác gọi điện thoại đến giả danh là cảnh sát và yêu cầu người phụ nữ này phải trả tiền phạt là 22.000 đô la. Điều đáng nói là phải trả bằng tiền mặt. Vâng, điều rất ngạc nhiên là người phụ nữ này lại rút 22.000 tiền mặt để giao cho họ ngay tại bãi đỗ xe. Và đây cũng là trường hợp gạt gẫm có bài bản và tổ chức và nạn nhân đã rơi vào. Vâng, và khi mà cảnh sát vào cuộc điều tra thì họ sau khi họ coi những cái hình ảnh trên những cái camera an ninh thì họ thấy đây là một người đàn ông hoặc là gốc Ấn Độ hoặc là gốc Nam Á và người đàn ông này đang được truy tầm bởi cảnh sát. Tuy nhiên lời khuyên của cảnh sát cũng như là của Tổng nha thuế vụ ATO là một điều ATO không bao giờ gửi bất cứ ai gọi điện thoại đòi nợ chúng ta. Và đặc biệt là ATO cũng không bao giờ kêu chúng ta trả nợ những cái khoản tiền chúng ta đang thiếu với sở thuế vụ bằng tiền mặt. Cách duy nhất mà chúng ta trả nợ cho ATO là chúng ta trả qua tài khoản của Tổng nha thuế vụ mà thôi. Vì vậy khi mà chúng ta nhận những cái cú điện thoại này thì chúng ta cũng phải
hiểu được rằng đây là những cái cú điện thoại giả mạo. Bởi vì ATO, chúng tôi đã nói nhiều lần, nếu họ muốn đòi nợ, họ sẽ gửi thư, gửi đến nhà cho chúng ta. Trong lá thư đó luôn luôn có những cái chi tiết, những cái thông tin của ATO, như là số điện thoại, như là những cái case number, có những cái trường hợp của chúng ta, hoặc là những cái trang web để chúng ta theo dõi. Và đó là những cái bức thư chính thức từ ATO. Ngoài ra, nếu chúng ta không nhận thư đòi nợ từ ATO thì không có một hình thức đòi nợ nào khác. Và đừng bao giờ để chúng ta thành nạn nhân của những cái trường hợp gạt gẫm như thế này. Bởi vì số tiền 22.000 đô la là một cái số tiền rất lớn. Đối với nhiều người thì họ có thể phải mất nhiều năm mới có thể dành dụm được số tiền này. Vâng, trong khi đó thì theo tài liệu của tổ chức chống tội phạm gọi là Scam Watch thì các vụ lừa gạt này đã gia tăng trong năm nay 2020. Và trong 6 tháng đầu thì đã có 2.389 trường hợp giả mạo là nhân viên của Tổng nha thuế vụ ATO mà ngân khoản lừa gạt đã lên đến 905.000. Đây là một con số không hề nhỏ, phải không chị Nhung? Và nếu hy vọng là khán giả của Vietfay TV sẽ không có ai là nạn nhân của những trò lừa gạt như thế này. Và với những thông tin vừa rồi thì Kiều Hoàng và Đinh Nhung cũng xin tạm kết chương trình điểm báo ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ. Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình điểm báo vào thứ hai. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào.